mới canh cò kêu quá rồi kêu luôn. Giờ mình sẽ canh lại ha. Mình rút đầu ra mình làm rồi, thì cái xe này cũng mới làm nha. Thì tiệm sửa xe bây giờ nó đông như quân nguyên á, nhưng mà kiếm một cái tiệm mà sửa mà đỡ ok chứ có tâm mà rất là khó nha. Thì đây này, mình sẽ cho anh em xem những cái đồ cũ của xe này. Thì cái ron người ta dán keo lại, giờ cũng còn cả keo còn cả cục này, rồi mình bỏ nha. Cộng sơn cam á thì đi lâu ngày nó giãn, thì mình sẽ thay một cộng sơn cam mới zin hãng. Còn riêng cái ron á thì bên mình giờ có cả làm winner hay làm ad hay là làm tất cả dòng xe là mình cũng sẽ thay một cái ron zin nha, không bao giờ xài lại ron xài lại với cái ron mà dán keo. Rồi thì cái phần đó thì vẫn không sao. Lên trên nữa thì có su bắp, làm sao để thoát lét được đây đó. Su bắp mới thay mà cái đầu nó tè le tắc lét luôn, rút ra không được luôn, nó cứng trong cái đầu luôn á đó. Đó thì nguyên nhân là sao, tại vì thay su bắp quá kém chất lượng nha, quá kém thì chất lượng thấp á, thì nó sẽ như thế này ha. Đó, su bắp tà đầu luôn, 4 cây mà mình rút được 3 cây, còn cây kia dính trong đầu luôn. Thì nhờ bên thợ tiện người ta cắt ra, người ta bỏ ha. Đó thì mình sẽ thay lại là 4 cây su bắp mới. Còn cái phần đầu thì mình có gia công lại, mài mạch chỉnh miệng này kia đồ cũng ngon lành, giống như là làm winner vậy đó. Là mình chỉnh miệng 45 độ sấy, sấy su bắp, gọi là sấy bắp, nhưng mà thật ra là cắt miệng ha, 45 độ đảm bảo hơi hám nó kín cho nó ok, nó đẹp. Rồi còn 4 ốc cò đó đây. Ngao ngán thiệt chứ, làm mà không kiểm tra kỹ như 4 ốc cò như nó bị như thế này là phải bỏ nha. Lúng này, lỗ này, nó phải láng nha. 4 con này cũng hư luôn rồi. Đó, thì nói chung là xe này mới làm mà tè le tắc lét hết, bây giờ là buộc mình phải thay thế, mình sẽ làm lại toàn bộ nha. Phần ốc cò này mình sẽ thay hết 4 con luôn, 4 con ốc cò mới. Đó, thay đồ hãng hết ra cho nó ngon lành, đi cho nó êm. Chứ làm mà cứ canh cò liên tục, xe này cứ canh cò liên tục, là nó cũng bị lỗi là nằm ở cây su bắp. Cứ canh xong rồi nó tà đầu, canh xong rồi lúng, canh đâu tầm 5-10 ngày cái nó lúng, xong canh tiếp, xong rồi lại lúng nữa. Đó, thì mình phải tìm ra nguyên nhân là do đầu su bắp quá mềm nha. Rồi, thì tiến hành mình ráp lên ha. Rồi, chiếc ẹt đây tiếp tục sẽ ốp cái nồi zin nha. Thì nó trùng heo rơ, đi thời gian dài nó rơ như thế này nè, thì cái nồi máy lên rất là rộng, cái nồi mà rơ cỡ như nửa vòng trái đất nha. Thì chủ xe yêu cầu là mình có hai phương án, là thứ nhất là tán lại cao su, thứ hai là thay cái trùng heo mới. Thì chủ xe nói rồi ok, thay luôn cái trùng heo mới. Thì đây mình chuẩn bị một cái trùng heo mới này, xế bịch Yamaha nha, của 150 nha. Đó, hàng zin nha, mình luôn luôn có hàng zin cho các dòng xe. Thì tán lại cao su thì anh em đi cũng được một thời gian nha. Còn cái cao su nó sẽ không có tốt bằng cao su hãng á. Thì nếu anh em nào có điều kiện thì lên luôn cái chuồng heo mới là ngon lành. Rồi, thì bảo ra chuồng heo. Thì tiếp theo là một thời gian dài á, xe này đi cũng lâu rồi đó, thì bố nó cũng đã có dấu hiệu là mòn và chai á, cứng rồi, nó không còn ở độ bắt nữa, thì chạy nó hơi lì. Thì chủ xe quyết định là lên luôn một cái bộ nồi mới, thay bộ bố thôi nha. La sắt thì vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn xài lại. Bộ bố mới à, zin hãng nha. Zin hãng là ngon nhất, thực sự là mình đã làm qua rất nhiều bố rồi, rất nhiều bố nồi, nhưng mà thật sự là zin, bố nồi zin vẫn là ngon nhất, đi rất là lâu, rất là dài luôn, nó vẫn còn rất là bắt đó. Anh em chạy lên nhiều khi là 100.000 km á, nó vẫn còn rất là bắt nha. Rồi, ẹt 150 thì nó có 4 lá, còn lá sắt thì rất đẹp luôn, thì tiết kiệm mình xài lại nha, cái nào xài lại được thì xài. Còn cái nguyên phần đế nhôm này nè thì cũng khá là đẹp, chỉ cần rửa lại xong rồi là xài tiếp thôi, nó không có xước, không có bị hư, không bị lúng. Thì anh em cứ đi nồi zin, bố hãng zin là nó sẽ đẹp thôi. Rồi, thì chủ xe nói là cái nồi lò xo nó hơi yếu, thì ở đây mình sẽ úp một bộ lò xo ha, bộ lò xo nồi mới cho nó bắt hơn, bấm là bay đá, là lên ga là đi xa đó, đó lên thế nữa là xúc sơn đó, kiểu như vậy đó. Là lò xo này thì bấm là dở đầu nha, rất là nặng, nó nặng hơn zin khoảng 30%. Đó, mình cũng đã gắn rất là nhiều xe xài cái loại lò xo, kiểu loại lò xo này nè, nó nặng hơn zin khoảng 30%, bách hơn nha, thì nó sẽ nặng hơn. Kiểu như là ẹt nó là cái nồi của nó quá nhẹ, bốp nó không có cảm giác ha. Nhiều người mà ta đi từ winner mà chuyển sang ẹt thì người ta bốp nó cảm giác nó không có cảm giác luôn. Đó, thì nó hơi chán ha. Rồi, thì lên mộ lò xo mới thì đảm bảo chạy rất là bách nha, rất là bách, rất là sướng. Rồi thì giờ tiến hành úp nồi lên, xong rồi qua mình sẽ qua bên cái phần ráo phần đầu nha. Đầu thì đang gia công,
và đang thay 4 cao su bắp. Tại 4 cao su bắp mà ta mới làm nhưng mà nó bị tà đầu hết rồi. Rồi Exciter 150 canh phần đầu xong á thì mọi thứ giờ mình đã ráp lại hoàn chỉnh rồi này. Đó thì lúc chiều mình có quay cho anh em xem đó là cái con này những tình trạng nó như đó. Thì bây giờ là ráp lại ngon lành rồi, giờ nổ máy thử và chạy thử thôi. Bấm một cái là nổ thôi này. Im rồi. À, nói chung là ẹt canh lại một tí mà đúng bài nó là đúng zin, làm đúng zin thôi nha, không cần phải độ chế gì hết là nó im, hồi đó là im ru luôn đấy. Ẹt thì khá là bền, chỉ có những cái lỗi mà giống như là thay những cái su bắp rẻ tiền rồi mình con cò đó kiếm ra không kỹ á, ráp vô cái canh tức anh lui canh hoài luôn, là nó cũng cứ kêu à, cứ chạy 10 ngày là 10 ngày nửa tháng là canh cò hoài luôn rồi, thì cỡ như này là ok rồi ha, kéo ra thoải mái luôn. Đó, ngon lành á, thì mình chuyên cái dòng con tay luôn. Nói chung là anh em nào có nhu cầu mà xe winner ad hay là cái dòng khác làm nồi làm đồ máy kêu hoặc là bị vặt nhiều lần rồi mà không hết á thì cứ alo cho mình rồi tìa địa chỉ số điện thoại màn hình luôn. Đó thì cần thì cứ liên hệ cho mình nha. Rồi chào anh em.